Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile, kênh mình thì chuyên mua bán thoại cũ, máy tính bảng bữa rẻ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2021 và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về đi mẫu sản phẩm thoại cũ giá rẻ. Thì mình sẽ review và giới thiệu cho bạn chi tiết cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình, các bạn phải đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được là 1 2 3 4 5 6 7 8 cây sản phẩm là Samsung S10 5G. Giá con này bên mình sẽ thanh lý bạn với giá là hơn 5 triệu đồng. Thì mình sẽ báo giá chi tiết cho các bạn, coi như là từng con một cho các bạn. Thì là với mức giá coi như là hơn 5 triệu đồng này thì mình sẽ nói sơ qua qua. Thì là con này thì các bạn thì là hơn 5 triệu đồng thì các bạn có thể là đáng mua không các bạn nhé. Thì mình lời khuyên của mình thì là hơn 5 triệu đồng các bạn mua con này thì cực kỳ là ok. Cấu hình thì con này thì cực kỳ là khủng. Tất cả là sản phẩm là 8 cây Samsung S10 5G này của nhà mình thì đều là phiên bản Hàn này, một sim một sóng các bạn nhá. Mặc định của S10 5G thì là sẽ là một sim một sóng đây ạ. Đây S10 5G đấy các bạn nhá. Và con này thì là đã được lên Android 11 mới nhất rồi các bạn nhá. Nên là các bạn tha hồ cũng như là trải nghiệm mới nhất các bạn nhá. Về cấu hình con này thì là phiên bản mặc định của nó là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình của nó là tràn viền 6,7 inch Super AMOLED QHD 2K+. Nói chung là cái màn hình 2K+ thì các bạn xem phim mà từ 2K Full HD trở lên thì cực kỳ là sắc nét luôn. Loa nghe nhạc con này rất là to và rất là rõ, nghe loa nhạc, loa kép bên trên và loa bên dưới cực kỳ ok. Thì ở đây thì là sẽ là có 1-2 con bản 512GB, nhưng mà bên mình sẽ bán cho bạn với giá chênh nhau không cực kỳ là bao nhiêu các bạn nhé. Camera con này thì là có chụp góc rộng góc hẹp. Đấy, chụp góc rộng góc hẹp này rất là ok luôn. Đây là toàn cảnh cửa hàng nhà mình các bạn nhé. Và đây là địa chỉ cửa hàng nhà mình. Đấy, gần các bạn thể là qua trực tiếp địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và giờ làm việc mình bắt đầu từ là 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối. Nếu mà tin nhắn Zalo mình không trả lời kịp thì là mong bạn liên hệ trực tiếp qua hai số hotline bên mình các bạn nhé. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là cứ lỗi đầu mùa 1 tuần và bảo hành là 6 tháng, nên là các bạn cứ yên tâm sản phẩm là sản phẩm dùng sản phẩm S10 5G bên mình và nhiều sản phẩm khác. Đấy ạ. Và tất cả lô S10 này 5G nhà mình thì tất cả đều là mình đều keng các bạn nhé. Đấy, màn hình đều sáng đẹp keng luôn. Camera trước của nó là camera kép. Đấy. Và dung lượng pin con S10 5G này, dung lượng con S10 5G này thì là gì nhỉ? Dung lượng S10 5G này thì là pin của nó là pin 4500. Đấy. Pin con này là pin 4500 các bạn nhé. Nói chung là pin này các bạn mà chạy một ngày, nói chung là một ngày mà các bạn chơi nhiều thì cũng cực kỳ ok. Còn các bạn mà dùng ít thì nói chung là phải vài ngày các bạn nhé. Đấy. À, con này là vài ngày các bạn nhá. Đấy, con này thì có hỗ trợ là cổng sạc tai si và jack tai nghe là tai nghe 3.5 các bạn nhá. Đấy. Bản bạn hàng, có thể kết nối thiết bị bản hàng là một sim một sóng. Và đây là cái nút này, nó sẽ là có cái nút coi như là bấm bấm C này. Nút này Big C này thì là gì nhỉ? Big C này thì sẽ là gì nhỉ? Big C này sẽ là ít dùng lắm, nói chung là cái nút này ít người dùng lắm. Đấy, S10 5G dùng rất ok. Và mình sẽ test coi như là cái phần nghe nhạc cho bạn con này xem là sản phẩm là Samsung S10 5G loa clip có to không các bạn nhé. Đấy. Loa con này thì loa nghe hay loa kép, một loa bên dưới này và một loa bên trên này, nghe loa rất là to và rất là kèm luôn. Đấy. Đấy. Đây là nhạc của cô ca sĩ Phi Nhung. Đấy, cô ấy cũng đã mất rồi, rất nhiều tiếc cho coi như là nghệ sĩ Việt Nam các bạn nhé. Đấy, loa cực kỳ to và cực kỳ hay. Và 8 con này thì mình sẽ báo giá chi tiết cho các bạn coi như là từng sản phẩm một cho các bạn nhé. Thì là con đầu tiên này, con số 1 để con Samsung S10 5G này thì là con này, thì mình sẽ xem qua về ngoại hình, về cấu chi tiết cho các bạn nhé. À quên mất là con này thì là chạy chip Exynos coi như là 9 gì nhỉ? Exynos của nó là 9820 các bạn nhé. Và gì nhỉ? Con này mình quên mất rồi là cái gì nữa mình giới thiệu. Và tính năng mở khóa của nó, tính năng cực kỳ là hay các bạn nhé. Tính năng mở khóa nó sẽ là có tính năng là khuôn mặt và vân tay. Nếu bạn nào mà dùng khuôn mặt các bạn có thể dùng vân tay được nhé. Có hai tính năng. Đấy. Các bạn dùng khuôn mặt thì các bạn đeo khẩu trang vào sẽ là không mở được như kiểu dòng LG V50. Còn vân tay. Đấy. Vân tay thì là con này thì là gì nhỉ? Các bạn có thể là dùng vân tay để mở khóa được. Đấy. Nếu các bạn đeo khẩu trang các bạn không mở được thì các bạn có thể dùng vân tay để mở khóa màn hình các bạn nhé. Đây như mình đây, mình sẽ chạm vào nó sẽ là mở khóa màn hình luôn. Đấy, rất là nhanh và rất là nhạy. Thì là con đầu tiên số 1 này thì là màn hình cũng là đẹp keng các bạn nhá. Màn hình của nó là sáng đẹp keng luôn. Sáng đẹp keng luôn này, cũng là phiên bản Hàn nhá. Và cấu hình con này thì mình sẽ xem cho bạn là bản bao nhiêu ghi. Đấy. Con này còn chưa lên Android 11 này, nếu bạn nào mà thích lên Android 11 thì các bạn có thể lên Android 11 nhá.
RAM con này là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 256GB các bạn nhá. Đấy. RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Thì là ngoại hình con này thì là vỏ cũng là cực kỳ ok. Viền con này cũng cực kỳ là ok các bạn nhá. Đấy. Viền mấy lưng thì con này cực kỳ ok. Đấy. Đấy, mặt kính con này thì là đẹp. Đấy. Con đầu tiên này viền ok này. Con đầu tiên viền ok này thì là cũng là chỉ hơi phải một tí thôi. Nói chung là viền bọn này chỉ hơi phải một tí thôi. Thì vì mày lướt rồi thì cũ lướt rồi thì không thể tránh được các bạn nhé. Đấy, đến như điện thoại mình dùng cũ này. Nói chung là cũng phải chảy chuyện một hai chỗ, kể cả dùng ốp nói chung là vẫn dính các bạn nhé. Thì con Samsung S10 5G con đầu tiên này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.800.000 các bạn nhé. Đấy. Con số 1 màn hình đẹp. Đấy. Viền có như là tương đối là đẹp các bạn nhé. Này, viền con này tương đối là đẹp. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.800.000. Đấy. Đấy. Màn hình đẹp keng nhá, con số 1 này. Thì mình sẽ thanh lý bạn ra 5.800.000 các bạn nhá. Đấy, con số 1 này. Số 1 này 5.800.000 nhá. Mình sẽ bán cho bạn giá là 15.800.000. Đấy, giá cực kỳ là hợp lý cho các bạn có như là mua dịch. 5.800.000. Đấy, bạn nào mà thích sản phẩm là Samsung S10 5G các bạn có thể đặt hàng mua hàng online bên mình các bạn nhá. Và gì nhỉ? Mình có ship cô ba miền. Và gì nhờ bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để xem máy và mua máy các bạn nhá. Con số 1 này là 5.800.000 các bạn nhá. Ngoại hình con này cũng kỳ là ok. Viền cũng khá là đẹp nhá. 90 trên 90%. Đấy, 5.800.000 các bạn nhá. Con số 1. Bút cho mình thì hôm nay thì đang gần hết mực các bạn ạ. Và con số 2, đây. Con số 2 này thì là con số 2 thì là bản cực kỳ lớn. Con số 2 này thì mình vừa test xong rồi các bạn nhá. Con số 2 này thì là đây. Con số 2 S10 5G số 2. Con này là dung lượng cực kỳ lớn luôn này. Nhà mình nay về duy nhất thì như một con này hay sao, cả lô này một con này. Con này là phiên bản là RAM 8GB nhá. RAM 8GB để bộ nhớ con này là 512GB luôn. Đấy. Hẳn RAM 8 bộ nhớ 512GB. Màn hình con này thì đẹp keng các bạn nhá. Màn hình con này cũng là sáng đẹp keng các bạn nhá. Màn hình của nó cũng là sáng đẹp keng luôn. Đấy. Và viền con này cũng là cực kỳ ok. Viền con này cũng là đẹp các bạn nhá. Viền con này cũng là đẹp. Đấy, lưng cũng cực kỳ là ok. Đấy. Lưng cũng khá là ok các bạn nhé. Cái con phiên bản là 512GB này thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 6 triệu đồng các bạn nhé. Con phiên bản là 512GB này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 6 triệu đồng. Đấy. Thanh lý cho bạn với giá là 6 triệu đồng. Lưng chỉ con này chỉ dính các cái môn gỗ ốp thôi các bạn nhé. Đấy, mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 6 triệu đồng các bạn nhé. Con số 2 phiên bản là 512GB nhé. Đấy. Con số 2 512GB. Mình sẽ đổi đầu bút này cho các bạn dễ nhìn nhá. Số 2 này 512GB. Con này 512 nhá. Nói chung là 512GB các bạn lưu trữ thì khỏi phải chê luôn. Con này là 6 triệu nhá. Con số 2 thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 6 triệu này. Đấy. Mặt lưng có phe phẩy đôi chút thôi. Dính mồn ốp nhá. Con số 2 là 6 triệu. Và tiếp thế là con số 3 này. Đấy, con số 3. Đấy, mặt lưng nó chỉ phe phẩy một tí chỗ đây thôi các bạn nhé. Đấy. Viền con này đẹp. Viền con này rất là ok. Viền đẹp luôn. Màn hình cũng đẹp. Đấy. Con này mình sẽ xem cho bạn bản bao nhiêu ghi. Con này thì mình sẽ xem cho các bạn. Đấy, con này là RAM 8 nhá. Bộ nhớ trong là 256GB. Đấy. Màn hình của nó là đẹp keng luôn. Không ảm bố hay không lưu ảnh gì các bạn nhé. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá 5.800.000 các bạn nhé. Con màu đa sắc này. Hai con màu đen này. Đấy, đầu tiên là hai con màu đen. Và con này là màu đa sắc. Con màu đa sắc này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.800.000. Đấy, con số 2. À con này là con số 3 các bạn nhá. Đấy. Giá bên mình thì rất là hợp lý nên là các bạn cứ yên tâm về giá cả bên mình nhá. Nói chung là mình nhập được rẻ thì mình sẽ bán cho bạn với giá là mức giá cực kỳ là rẻ nên các bạn yên tâm ạ. Số 3 này 5.800.000 nhá. 5.800.000 này. Đấy. Số 3 là 5.800.000 các bạn nhá. Và con này là con hình như là đẹp nhất của lô nhà mình vừa test xong hay sao ấy. Con này thì là viền đẹp luôn. Viền đẹp, lưng đẹp và màn hình cũng đẹp các bạn nhé. Thì mình sẽ xem con này là bản bao nhiêu ghi. Hình như là cái bản này là bản vừa xong mình xem rồi. RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Màn hình con này thì là màn hình đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Thì là con này loại đẹp này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 5.900.000 nhé. Đấy. Con S10 5G số 4 này. Viền đẹp, lưng đẹp, màn đẹp này. Thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.900.000 nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn là 5.900.000. Con số 4 nhá. 5.900.000 nhá.
4 này, 5 này, 1.900.000. Đấy. Bạn nào mà thích số nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình để đặt số nhá. Con số 4 này là 5.900.000 này, màu gold nhá. Và con này là con gì nhỉ? Con này là con số 5 đi. Số 5 mình sẽ xem cho các bạn màn hình nhá. Màn hình cũng là sáng đẹp các bạn nhá. Và cấu hình con này thì là gì nhỉ? Đấy, phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 256GB. Mình sẽ xem viền, lớp con này thì đẹp rồi. Đấy. Viền con này thì là hơi phẩy một tí ở bên dưới này thôi. Đấy. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là, nói chung là viền con này được, nó chỉ hơi phẩy một tí đấy thôi các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.800.000 các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ, con số 5 này thì mình cũng là thanh lý cho bạn với giá là 5.800.000. Đấy. Con số 5 này thì mình cũng đã thanh lý cho bạn là 5.800.000 nhé. Nói chung là giá hợp lý nên là các bạn cứ yên tâm ủng hộ với mình nhá. Số 5 này 5.000.000 này, 800.000. Đấy, số 5 này 5.800.000 cho các bạn nhá. Đấy. Và con số 6 này. Số 6 này, lưng con này đẹp. Màn đẹp. Đây, màn hình đẹp keng luôn. Trông đẹp keng các bạn nhé. Nói chung là màn hình bọn mình test hết rồi, mình nhập về mình test hết rồi. Và mình xem bộ nhớ cho bạn. Đấy, con này là phiên bản là RAM 8GB này. Bộ nhớ trong con này là 512GB. Đấy. RAM 8, bộ nhớ trong 512GB. Viền con này thì là cũng ok. Đấy, viền ok. Đấy ạ. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn bằng với giá là con số 2 này là 6 triệu đồng nhá. Đấy. Con này là mình sẽ thanh lý bạn giá là 6 triệu đồng. Nên là các bạn yên tâm nhá. Đấy, 512GB nhé. Con này là con phiên bản là RAM 8GB. Đấy. Đấy. Phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ là 512GB. Thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 6 triệu đồng nhé. Con này là con số, số gì nhỉ? Số 6. 6 này. Con này là 6 triệu nhé. Phiên bản là 512GB nhé. Đấy. Bạn nào mà gần trực tiếp của gần địa chỉ cửa hàng mình, các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình nhé các bạn nhé. Đấy, con số 6 là 6 triệu các bạn nhé. Và con số 7, đây con số 7. Đây, mình con số 7. Đấy, màn đẹp được keng. Mình sẽ xem đây, màn hình đẹp keng các bạn nhé. Và mình sẽ vào coi như là cái phần cài đặt, mình xem cho bộ bổ nhớ bao nhiêu GB. Con này là phiên bản là RAM 8GB, bộ nhớ trong là 256GB. Đấy. Đây, viền con lưng con này cũng đẹp mà mặt cũng đẹp. Phẩy một tí ở chỗ chân sạc thì các bạn nhé. Đây. Phẩy một tí ở chỗ chân sạc vậy thôi. Con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là con số gì nhỉ? Con số này là số 7 đi. Con số 7 cần một tí chỗ chân sạc này thì mình sẽ thanh lý bạn giá 5.700.000 nhé. Đấy, mình sẽ thanh lý bạn giá 5.700.000. Đấy, giá cả bên mình thì cứ yên tâm. Phải tí mình trừ sâu cho bạn luôn. Con này là con số 7, 5.700.000 nhá. Số 7 5.700.000. Đấy, số 7 là 5.700.000 các bạn nhá. Đấy, nên bạn tâm màn hình đẹp kia. Và con số 8 cuối cùng của nhà mình thì mình sẽ xem cho các bạn bản bao nhiêu ghi. Đấy. Màn hình đẹp các bạn nhé. Màn hình sáng đẹp luôn. Và bộ nhớ trong con này là RAM 8GB. Bộ nhớ trong con này là 256GB. Lưng cũng đẹp. Lưng đẹp và viền con này thì là đẹp các bạn nhé. Mặt riêng con này thì là mặt kính của nó thì là kiểu người ta không giãn màn hình ấy. Nên là cái mặt hình của nó thì là hơi chầy theo thời gian nhé. Đấy. Hơi phẩy chầy theo thời gian. Đấy. Thì là con... phẩy màn hình này. Con phẩy màn hình này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá coi như là 5.500.000 nhé. Đấy, con phẩy màn hình này. Màn hình sáng đẹp. Đấy, chỉ là kiểu nó phẩy màn hình người ta không dán màn hình nhé. Người khách trước dùng không dán màn hình nhé. Mình sẽ thanh lý cho bạn giá 5.500.000. Đấy, nên các bạn yên tâm về giá cả của mình. Không bao giờ phải lo về giá cả nhá. Đấy, giá cực kỳ là rẻ. Chỉ từ 5.500.000 đến 6 triệu đồng thôi. Các bạn đã xíu sản phẩm là Samsung S10 5G rồi. Con này là con số 7. Là số 8. 5.500.000 nhá. Đấy. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn thích số nào các bạn thể liên hệ trực tiếp với mình để đặt hàng các bạn nhé. Và đây S10 5G thì nhà mình có 8 con các bạn nhá. Và tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại còn sót nốt một con Note 9 Mỹ này. Đấy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại sót nốt con phiên bản Note 9 Mỹ này. Dung lượng pin con này là pin 4000, chip Snap là 845 và bản Mỹ sẽ chạy là một SIM một sóng các bạn nhé. Và cấu hình con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB. Con này thì là màn hình của nó thì là sáng đẹp các bạn nhá. Chỉ duy nhất là hơi bị ám một tí ở phần thanh trạng thái này thôi. Chỉ duy nhất một tí ở dưới này thôi. Các bạn để ý kỹ mới thấy, bình thường là sẽ là không thấy các bạn nhá. Đấy.
Trên này thì là sáng đẹp, trên này thì là sáng đẹp. Và coi như là chỉ một tí ở dưới cái thanh, coi như là cái thanh đều phím này. Đấy, các bạn nhìn kỹ mới thấy bình thường các bạn. Bình thường các bạn nhìn thì mắt thường sẽ không thấy các bạn nhá. Đấy, con này thì là ngoại hình thì là máy còn là 90%. Đấy, con này thì là ngoại hình thì là máy còn 90%. Đấy, thì là con Samsung Note 9 phiên bản Mỹ chip Snap này. Thì là mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 4.600.000 nhá. Hôm nay nhà mình còn một con màu xanh này, thì mình sẽ xả nốt cho các bạn bây giờ là 4.600.000 nhá. 4.600.000 cho bạn. Đấy. Chỉ có như là hơi ám nhẹ một tí ở dưới phần chỗ cái bầm phím này. Đấy. Mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 4.600.000. Giá rất hợp lý, các bạn mua con này về dùng cực kỳ ok. Nếu các bạn nào mà không kỹ tính quá, cái kỹ tính các bạn cũng để ý dùng con này rất ok luôn, tại vì nó chỉ tí ở dưới thôi, nó không liên quan gì là cái phần trên, các cái phần trên này, nên các bạn yên tâm nhá. Con này là 4.600.000, 4 triệu này. Mình sẽ thanh lý cho các bạn bây giờ là 4.600.000 nhá. Đấy, nên các bạn yên tâm. Đấy, con Note 9 phiên bản Mỹ, pin 4000, chip Snap 845 này là 4.600.000 các bạn nhá. Và con này là con hôm nay nhà mình lại về là con này là con Samsung A7 2018 đấy ạ. Con A7 2018 thì là con này thì là phiên bản công ty nhá. A7 2018 con này là phiên bản công ty này, 2 SIM 2 sóng này. Và cấu hình con phiên bản công ty này là RAM 4GB các bạn nhé. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Đấy, con A7 2018. Ngoại hình thì con này cũng còn cực kỳ ok, khách dùng là giữ các bạn nhé. Đấy, ngoại hình con này đẹp này. Ngoại hình con này còn khá là đẹp các bạn ạ. Khách dùng con này là cực kỳ là giữ. Đấy, A7 2018. Khách dùng rất là giữ các bạn nhé. Ngoại hình con này còn tương đối đẹp các bạn nhé. Khách dùng là giữ. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Con A7 2018 này. Đấy, mình sẽ thanh lý bạn giá là 2.200.000. Khách con này dùng rất là giữ này. Đấy, còn khá là đẹp các bạn nhé. Đấy, 90/90% luôn. Đấy, mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Đấy, 2.200.000. Nói chung là màn hình thì bọn này thì là màn hình đẹp các bạn nhé. Bọn này nó chưa có ám ố gì đâu các bạn nhé. Mình sẽ thanh lý bọn giá là 2.200.000. 2.200.000. Con này là con A7 2018, bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Và con cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay nhà mình đã về là con này là con Oppo A1K các bạn nhé. Con Oppo A1K này thì là phiên bản của nó là RAM 2GB, bộ nhớ trong con này là 32GB, màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch. Và dung lượng pin con này là pin của nó 4000, hơn 4000. Mặt sau của nó dính lăm tăm các cái bụi của ốp thôi các bạn nhé. Thì là con Oppo A1K này, ngoại hình con này cực kỳ là ok luôn. Thì là con này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1.300.000 các bạn nhé. Đấy, con Oppo A1K này thì mình sẽ thanh lý cho bạn giá là 1.300.000. Các bạn mua về học online, xem phim, nghe nhạc rất là ok. 1.300.000 cho các bạn nhé. Con Oppo A1K này. Đấy, 1.300.000 cho các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thì là buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm thoại cũ giá rẻ, thì mình báo giá chi tiết hết cho các bạn. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng các bạn nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một buổi tối ngủ ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối lần sau các bạn nhá.